Hello anh em nhé, cảm ơn anh em trở lại với kênh YouTube của Duy nhé. Ngày mới Duy chúc tất cả anh em vui vẻ. Đây hôm nay mình nhận một cây iPhone 7 Plus đây nha anh em nhé. Đó, tình trạng là đây mình sẽ cho anh em xem này. Cài đặt chung này, giới thiệu này. Đây iPhone 7 Plus này, LLA này, nó 32GB này. Đó, tình trạng là cây này mang đến cho mình là có sóng không gọi được. Đó, đây mình sẽ gọi cho anh em này. Sóng sánh ok hết này, nhưng mà có sóng lại không gọi được cơ. Đấy mới là vấn đề anh em ạ. Đó, bây giờ mình sẽ gọi cho anh em xem này. Nó sóng sánh vẫn nhảy ok, nhưng mà nó sẽ không gọi được, nó cứ treo đơ như thế. Đó, anh em thấy chưa? Nó cứ treo thế. Nếu mà anh em bình thường anh em gọi 90 nó gọi. Cảm ơn quý khách đã thư. Đã, nói chung là nó nói. Còn đây nó vẫn, còn chiếc này của mình nó cứ báo ở đây này, loa ngoài, bật loa ngoài này. Đây mình sẽ gọi lại này. Đây mình gọi lại này. Đó, nếu mà bình thường, chiếc máy bình thường, cảm ơn quý khách đã thực hiện dịch vụ của Viettel. Đó, nhưng mà cái này nó không không báo gì hết, nó cứ treo đơ ở đây. Đó, đây bây giờ mình sẽ tháo chiếc máy ra này. Phần này mình sẽ tua nhanh đi nha anh em nhé. Đó, chiếc máy này mình thấy sơ sơ đã mất hết nẹp này, các thứ này đã bị sửa bung bét rồi này. Đó, hầu như chiếc main này chắc không còn zin nữa rồi. Đó, bây giờ mình sẽ tua nhanh đi tháo cho các bạn xem này. Đó, đây mình xem đây. Bây giờ mình sẽ chùi qua, mình mang lên kính hiển vi soi cho anh em xem này. Đó, đây mình đã soi lên chiếc kính hiển vi này. Đây mình soi qua thì mình thấy nghi ngờ cháy ở đầu hai con tụ nối vào con công suất 2G ở đây. Đó, thì đây mình sẽ soi toàn bộ main cho anh em xem này. Đó, bây giờ nghi nhất nó đang cháy ở đó thì mình sẽ gỡ thay con công suất 2G xem nó có được không nha anh em nhé. Đó, chắc chắn là khả năng là được. Đó, khoảng 90% là được, tại vì mà có sóng không gọi được thì đa số là do công suất 2G thôi, hoặc là nếu mà do chạm chập gì đấy thôi. Đó, bây giờ đầu tiên mình sẽ gỡ con công suất 2G này ra đã nha anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ khò này. Nhiệt độ thì mình để ở 350 này. Đó, anh em làm bình tĩnh thôi. Anh em che chắn cẩn thận và không có xì ổ cứng này, tội vạ đó. Đó, bây giờ mình gỡ ra rồi. Đó, ở dòng 7, 7 lút nó hay lỗi con công suất 2G và con trung tần. Đó, thế nên là anh em cứ làm từng bước một thôi. Làm từ con công suất 2G trước. Đó, bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch đi này. Còn các bạn nào muốn sạch đẹp hơn, hút thiếc đàng hoàng đẹp đẽ đi. Mình thì mình lười làm, mình kiểu làm quen nhanh, khách chờ lấy nhanh ấy. Đó. Đó, bây giờ mình đánh sạch đi, mình dùng đồng hồ mình đo xem cái đường đấy nó có chạm không. Đó, mình đo sơ qua thì không thấy chạm. Đó, mình đo sơ qua thì không thấy chạm thì mình sẽ thay một con IC công suất 2G khác. Đó, lấy từ một cái main main khác qua. Đây, đây con công suất 2G của một main khác này, cũng 7 plus này. Đó, bây giờ mình sẽ gỡ ra này, rồi tạo chân này đóng lại xem, rồi test lại xem có được không nha anh em nhé. Đó, đây mình sẽ gỡ khò này. Anh em cứ bình tĩnh mà khò thôi. Đó, khò xong rồi anh em vệ sinh sạch sẽ rồi anh em tạo chân là đóng lại là đôn rồi, gắn lắp vào rụm lúa thôi. Đó, nhưng mà nhiều trường hợp nó lỗi do con trung tần nữa thì anh em lại phải làm thêm con trung tần nữa. Đó, đây con IC mình vừa gắp ra này. Đây bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch sẽ này, xong mình tạo chân đóng lại này. Đó, dòng này nó chung với 7G này, 7 Plus nha anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tạo chân này. Đó, anh em khều khều cái thiếc ở giữa đi, hoặc không khều cũng được, tại vì mình làm quen rồi nên là mình không thích cái thiếc nó ở giữa đâu. Đó, thì nó bụng thiếc nó cao hơn cái chân thiếc ấy, thế nên là nó sẽ không ăn, nó không tiếp tới chân ấy.
Đó, anh em khò xong rồi anh em lại nhấc ra này, anh xong anh em khò khò cho cái chân nó đều tròn đi. Đó. Tròn chân như này là được nhá. Đó, bây giờ anh em sẽ đóng lại vào trên bên thôi. Nó bây giờ này. Bây giờ mình cho ít mỡ vào nhá. Mình lười làm thì mình không dọn chân sạch nhá, anh em mới làm thì anh em làm cẩn thận nhá. Đó, nhiều nhiều các anh tay to các anh còn chỉ không cần tạo chân ấy, nên là mình làm cẩn thận hơn thì mình tạo chân nhiều, anh còn cứ gắp sang là cứ khò từ bên kia xong gắp sang là đóng lại là lụm thôi. Đó, mình làm cẩn thận đó. Thấy con IC chạy rồi anh em lắc lại một cái là được. Đó, xong anh em vệ sinh sạch đi. Đó, anh em chờ tí này để mình vệ sinh sạch này. Đó. Đây, con IC mình vừa mới thay đây. Đó, con cũ nó đó. Đó, bây giờ anh em vệ sinh sạch đi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ test ráp lại test nha anh em nhé. Anh em chờ chút này. Đây. Mình vừa đấy xong này. Đó, anh em chờ tí này. Đây, mình sẽ lắp này. Phần này mình lắp mình cũng tua nhanh nha anh em nhé, để tránh mất thời gian của anh em. Đó, bây giờ mình sẽ lắp màn hình này. Bật nguồn này. Đó, nó đã lên nguồn rồi nha. Cái con công suất này nó gây ra chạm chập, có thể mất nguồn nha anh em nhé. Đó, sóng Viettel đã hiện rồi. Đây, bây giờ mình sẽ gọi cho anh em xem này. 900. Đó, bây giờ mình gọi này. Đó, gọi được nha anh em nhé. Đó, nó đang cảm ơn quý khách này. Đó, cái dòng 01 2 3 4 5 này nó đã chạy rồi nhé. Còn nãy thì nó cứ treo đơ ở đấy, nó không gọi được nha anh em nhé. Đây, để cho anh em nhìn rõ này. Đó, đây mình sẽ gọi lại một cuộc nữa cho anh em xem này. Đó, gọi được nha anh em nhé. Đó, thế là do con công suất 2G này nó lỗi, nó cháy, nó gây ra tình trạng là không có sóng, không gọi được nha anh em nhé. Đó. Rồi, ok, video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc nhá. Bây giờ mình sẽ ráp lại máy để giao lại cho khách nha anh em nhé. Đó, nếu bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đó, còn bạn nào không biết thì có thể xem video để tham khảo nhé. Đó, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo. Bye bye.